Cảm ơn Chúa vì một tuần lễ và chúng ta được hiện diện tại nơi đây cùng nhóm họp với nhau để có thể cầu nguyện và cũng như là học hỏi lời của Chúa. Một trong những mục tiêu chính của Hội Thánh CEO năm nay đó chính là truyền giáo. Đây cũng là đại mạng lệnh mà Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Và đại mạng lệnh này được chép ở trong công vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh dán trên các ngươi Thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép Và làm chứng về ta tại thành Jerusalem Cả xứ Jude, xứ Samari Cho đến tận cùng trái đất Có một câu chuyện như thế này Có một em thanh niên ngồi trong hội thánh Và nghe một sư giảng về đại mạng lệnh Thế là em này mới tự nhủ với mình Vâng thưa mục sư Em là người tin Chúa Em biết rõ Chúa giao cho mỗi một người đại mạng lệnh là đi khắp thế gian để làm chứng về Chúa. Nhưng mà em có một số thắc mắc. Vậy thì em sẽ đi đâu? Em sẽ nói về điều gì? Và em đi để làm gì? Và tôi tin đây cũng là thắc mắc chung của nhiều con cái Chúa có khao khát muốn đi truyền giáo. Và hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc trên bằng cách chúng ta tìm hiểu về một người truyền giáo, thực thụ. Đây là một người có kinh nghiệm trong việc truyền giáo và cuộc đời ông là một cuộc đời truyền giáo đầy kết quả. Và câu chuyện truyền giáo của ông được chép ở trong công vụ đoạn 8. Chúng ta có biết đây là ai không ạ? Và đó chính là Philip. Dạ, cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc kinh thánh công vụ đoạn 8 từ câu 26 cho đến câu 40. Và trước khi đọc tôi xin phép là được cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt giờ này trong việc ban phát sứ điệp. Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ngày ở cùng chúng con ở trong mọi lúc mọi nơi và chúng con tin chắc rằng Chúa ngày giao đại mạng lệnh cho mỗi một người chúng con trong việc truyền giáo nhưng mà nhiều khi chúng con không biết phải làm như thế nào nguyện Chúa ngày dùng lời của Ngài để hướng dẫn chúng con giờ này chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen chủ đề bài giảng hôm nay Tôi chọn với cái tên gọi là lên đường đi. Tại sao lại lên đường đi ạ? Tại vì khi mà mình truyền giáo thì đầu tiên là mình phải phải đi đúng không ạ? Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh thánh công vụ đoạn 8 từ câu 26 cho đến câu 40. Công vụ đoạn 8 từ câu 26 cho đến câu 40. Tôi xin phép đọc một thiên sứ của Chúa bảo Philip, ông hãy xuống miền Nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Jerusalem xuống Gaza. Philip đứng dậy lên đường, kìa, có một người Ethiopia là thái giám của Candat, nữ vương Ethiopia làm tổng giám đốc ngân khố. Ông đã lên Jerusalem thờ phượng và trên đường về nước đang ngồi trên xe ngựa mà đọc sách tiên tri Isa. Thánh Linh bảo Philip, con hãy lại gần và theo sát xe ấy. Philip chạy đến. Ai nghe ông ta đọc sách tiên tri Isa liền hỏi, ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không? Thái giám đáp, nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được. Thái giám mời Philip lên xe ngồi với mình. Đoạn kinh thánh thái giám đang đọc là, Người bị dắt như chiên đến lò thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, thế mà người chẳng mở miệng. Trong khi bị sỉ nhục, quyền lợi của người bị tước đoạt ai sẽ nói đến dòng dõi người vì mạng sống người bị cất đi khỏi mặt đất thái giám hỏi philip tôi xin hỏi ông tiên tri của chúa nói về ai đây về chính ông ta hay về ai khác philip bắt đầu từ đoạn kinh thánh ấy mà truyền giảng về đức giê xu cho thái giám đang đi giữa đường đến chỗ có nước thái giám hỏi philip sẵn có nước đây có điều gì ngăn trở tôi chịu phép báp tem không Philip nói: "Nếu ông hết lòng tin, nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu phép báp-tem." Thái giám đáp: "Tôi tin Chúa cứu thế giê -xu là con Đức Chúa Trời." Thái giám ra lệnh dừng xe lại, Philip và thái giám cùng xuống dưới nước, Philip làm phép báp-tem cho thái giám. Khi lên khỏi nước, Thánh Linh đem Philip đi mất. Thái giám không còn thấy người nữa, nhưng cứ hân hoan tiếp tục tiếp tục cuộc hành trình. Thấy mình đang ở Aso Philip đi qua và truyền giảng phúc âm trong tất cả các thành trên con đường đến tận Cesare. Và đây là câu chuyện về một người truyền giáo và ông tên là Philip. Philip là một trong bảy sắp sự được các sứ đồ sức dầu và được chép ở trong công vụ đoạn 6 câu 3. Ông được chứng nhận là một người, ông được kinh thánh mô tả là một người có chứng nhận tốt một người đầy giải thánh linh và có sự khôn ngoan, thì ngay tại thời điểm đó thì kinh thì uh, hội thánh ở tại ở tại uh, ở tại Jerusalem thì bị bắt bớ. Sau sự phát triển lớn mạnh diễn ra vào ngày lễ ngũ tuần, thì khi đó là có một cái cơn bắt bớ rất là lớn xảy ra tại Jerusalem. Thế nên là tất cả những người tin Chúa tất cả những tín hữu tất cả những người là chấp sự mục sư thì trong đó có cả luôn philip phải tan lạc phải chạy tan lạc khắp nơi và có một điều đặc trưng của tín hữu thời xưa và đặc biệt là của hội thánh đầu tiên á là cho dù họ đến đâu cho dù họ tan lạc đến đâu thì các tín hữu và cũng như là các sứ đồ và các chấp sự đều là một công tác đó là họ đi đến đâu họ cũng rao truyền danh chúa theo như tinh thần của đại mạng lệnh và Philip thì ông chạy đến lánh nạn tại Samari và tại đây bởi vì ông đã được biết rằng chúa ngày muốn mình rao giảng về chúa cho nhiều người biết thế nên ông cũng rao giảng về chúa Giêsu thì có một điều rất là bất ngờ đó là cả thành phố tin chúa và nhiều phép lạ diễn ra và được chép ở trong công vụ đoạn 8 câu 4 đến câu 13. Thì trong lúc mà Philip làm một vụ và rất là phát triển hay nói nôm na là ăn nên làm ra ạ. Thì sao ạ? Thì một ngày nọ vào giữa trưa có một thiên sứ đến bảo với Philip. Hãy đứng dậy và đi về hướng nam tới quãng đường giữa Jerusalem và Gaza là nơi hoang vắng ở đây thiên sứ đã cho philip một sự kêu gọi đó là hãy lên đường vậy thì lên đường đi đâu câu hỏi đầu tiên của em thanh niên hồi nãy đó là tôi sẽ đi đâu và khi chúng ta học về philip chúng ta được học biết rằng câu trả lời của philip cho câu hỏi này đó chính là tôi sẽ đi đến nơi chúa kêu gọi vậy thì chúa kêu gọi philip đi đâu Chúa kêu gọi Philip đi về hướng Nam, đi tới quãng đường giữa Jerusalem và Gaza là nơi hoang vắng. Khi mà nhận được sự kêu gọi thì chúng ta có thể thấy rằng Kinh Thánh không có đề cập rằng Philip thắc mắc cái này thắc mắc cái kia. Nhưng mà Philip đã vâng lời và tin cậy một cách hoàn toàn. Khi ông nghe thì ông lập tức, ông thi hành nhiệm vụ, đứng lên và đi. Vậy thì cái việc mà có thể lên đường đi đến nơi mà chúa kêu gọi nó bắt đầu bằng việc chúng ta phải cần có sự tin cậy và vâng lời và tin cậy vâng lời thì nó bắt đầu bằng cái việc đầu tiên là mình phải nghe rõ nghe rõ là như thế nào philip đã nghe rõ rằng đây là tiếng phán của chúa làm sao ông có thể phân biệt được tiếng phán của chúa hay là tiếng của ông đó là một kết quả của việc ông có mối quan hệ mật thiết với chúa để mà ông nghe rõ tiếng của chúa lời chúa nói với chúng ta như thế nào chiên ta nghe tiếng ta nếu chúng ta là chiên của chúa thì một điều rất bình thường chúng ta sẽ nghe tiếng chúa chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta phải có chức vụ như là một sư chấp sự hay là một người nào đó lãnh đạo ở trong hội thánh lâu năm mới nghe được tiếng của chúa một điều chúng ta phải cảm tạ Chúa là chúng ta ở tại đây là chiên của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa. Chúng ta có amen không ạ? Amen. Nhưng mà câu chuyện đặt ra đó là nhiều khi mình nghe tiếng Chúa nhưng mà mình nghe nó bị chập chờn. Hoặc là mình không nghe luôn. Vậy thì trong trường hợp nếu mà mình không nghe thì sao ạ? Trong trường hợp nếu mà mình không nghe thì rõ ràng là mối quan hệ của mình với Chúa không đủ mật thiết để mình biết rằng đó là tiếng của Chúa. Nếu chúng ta không nghe tiếng Chúa, thì giống như hồi nãy tôi nói, chúng ta là chiên bất thường. Và trong Matthew đoạn 15 câu 8, Chúa đã mô tả 11 người không nghe tiếng Chúa như thế này. Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng Chúa nó xa ta lắm. Có thể mình ngồi ở tại đây thờ phượng Chúa, nhưng mà cái tấm lòng của mình xa cách Chúa dữ lắm. Thế nên bởi vì điều đó Mình không nghe được tiếng Chúa Và mình không biết đó là tiếng Chúa luôn Thế nên hỏi hội thánh Sion Tấm lòng của chúng ta có đang ở gần Chúa Để nhận biết đó là tiếng Chúa hay không? Đó là một điều chúng ta cần phải tự hỏi. Và trường hợp thứ hai đó là đôi lúc mình nghe, nhưng mà âm thanh của mình, truyền, âm thanh của Chúa truyền đến mình thì nhiều khi bị rè. Có lúc nghe rõ, có lúc không. Nếu trong trường hợp như vậy thì sao? Nếu như vậy thì chúng ta hãy xin Chúa tẩy sạch hết những cái bụi bẩn tội lỗi nó bám ở trong cái màn lọc âm thanh á. Để mà sau đó mình được thật sự thông thoáng và nghe tiếng Chúa một cách rõ ràng. Vậy thì, hồi xưa Philip nghe được tiếng phán của Chúa thì ngày nay một điều kinh thánh khẳng định rằng là chúng ta có thể nghe tiếng phán của Chúa vậy thì câu hỏi đặt ra là nghe bằng cách nào thời xưa thì Philip nghe theo lời thiên bằng lời qua lời phiên sứ phán đúng không ạ vậy thì chúng ta ngày nay chúng ta nghe tiếng Chúa bằng cách nào và dạ, kinh thánh qua tôi tới của Chúa có một người mục sư minh họa vui như thế này Chúa ngài là người chân chiên Ngài hiểu rõ tính cách của từng con chiên và cũng như là ngài hiểu rõ cái cách nghe của từng con chiên luôn. Giả sử như con chiên xài Nokia đọc đá, thì Chúa sẽ sử dụng cái biện pháp đó là gọi điện hoặc là nhắn tin bằng chữ. Nếu mà con chiên xài smartphone, chẳng hạn, thì có thể là Chúa gọi Zalo hay là gửi tin nhắn hình. Chúa ngài hiểu rõ mỗi một người chúng ta và cách thức để mà Chúa ngài phán với chúng ta. Vậy thì cái điều chúng ta cần đảm bảo đó là mình ở đủ gần để mà mình nghe tiếng Chúa thật rõ. Mình phải đảm bảo là cái bộ lọc của mình nó đủ thông thoáng. Nó thông thoáng để mà mình nghe rõ tiếng của Chúa nó không có bị rè âm thanh hay là có tiếng có, có tiếng không. Đối với tôi á, thì cách Chúa thường phán đó là khi mà tôi đọc Kinh Thánh và tôi nghe bài giảng. Đối với quý vị thì Chúa Ngài sẽ chọn những cách thức khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng khi mà chúng ta là một người đi theo Chúa thì chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa và sự kêu gọi của Chúa. Ở tại đây, chúng ta hãy nhớ rằng Philip nghe sự kêu gọi của Chúa lúc ông đang làm gì ạ? Ông đang làm việc của Chúa. Chúng ta không thể mong đợi rằng Chúa nói với mình mình bây giờ cần đi đâu trong việc truyền giáo, khi mà chúng ta cứ ngồi một chỗ và mình nhìn người khác hầu việc Chúa sự kêu gọi của Chúa chỉ đến với những con người đang sốt sắng hầu việc Ngài. Nếu mà hiện tại chúng ta không nghe tiếng Chúa và cái lý do là bởi vì mình cứ ngồi một chỗ và mình nhìn người này người kia làm việc mà bản thân mình không làm việc thì có thể đó là cái vấn đề. Philip, ông sẵn sàng đi đến nơi Chúa kêu gọi. Trong lúc nào ạ? Không phải lúc ông đang rảnh nhưng mà lúc ông đang rất thành công ở trong chức vụ nếu chúng ta đọc ở trong công vụ thì chúng ta có thể thấy rằng lúc này philip truyền giảng về lời chúa thì cả thành phố samari đều tin chúa và thậm chí có nhiều phép lạ xảy ra ở trong việc người bệnh được chữa lành thay vì philip trong hoàn cảnh này khi mà số người tin chúa tăng vọt thì ông cần phải ở lại thành samari để mà tiếp tục dạy dỗ lời chúa và nuôi dưỡng đức tin cho những người mới tin thì chúa ngài lại có kế hoạch khác cho philip vì tôi nói rằng philip là người truyền giáo đúng không ạ chúa ngài kêu gọi ông chuyển vị trí và để mà làm được điều này tin cậy chưa đủ đâu cần có sự vâng lời mới có thể thực hiện được tại sao tôi lại nói vậy chúng ta sẽ quay lại sự kêu gọi của chúa chúa gọi ông đi lúc nào ạ trong nhiều bản dịch khác nói rằng chúa gọi ông đi lúc giờ trưa thì thường buổi trưa mình sẽ nghỉ ngay đến gì ạ buổi trưa sẽ là thời điểm rất là nắng hay là thời điểm mình sẽ ăn uống và nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày làm việc buổi chiều thường thì người ta sẽ né tránh việc đi ra ngoài vào giữa trưa mà lúc này là lời kêu gọi của Chúa là vào giữa trưa, rồi Chúa kêu gọi đi đâu? Kêu gọi đi đến một cái nơi mà nó là nằm giữa Samari và Jerusalem. Nếu mà chúng ta xem bản đồ á, thì chúng ta biết rằng Samari và Jerusalem là một chặng đường không phải là từ đây với cầu Him La không phải vậy đâu nha, mà đó là một chặng đường rất là dài. À, tôi lên trên mạng search thử là bao xa khi mà đi từ Samari đến Jerusalem? Thì bắt đầu tôi suy nghĩ không biết lúc đó là Philip đi bằng phương tiện gì ha Thì mặc dù Kinh Thánh không đề cập Nhưng mà trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Có một phần Kinh Thánh nói rằng là Thiên Sứ Hay là Đức Thánh Linh nói với Philip là Hãy chạy bộ và gặp người Thái giám Ethiopia Thì nó có thể đoán được có thể là Philip đi bộ Và chúng ta có biết là quãng đường từ Samari đến Jerusalem theo như địa lý đó là cách 104 cây số nếu đi bộ thì người ta ước tính thì sẽ mất 22 tiếng đi bộ là đi bộ không ngừng nha vậy thì điều đó có nghĩa là gì trong thời xưa để mà Philip đến tới cái nơi mà Chúa kêu gọi thì có thể sẽ mất từ 4 tới 5 ngày để mà đi bộ thôi và kinh thánh cũng mô tả cái nơi mà Philip sẽ đến đó là gì ạ đó là một nơi Hoang vắng. Vậy thì ở tại đây, Philip biết rằng mình phải đi một chặng đường rất dài. Ở tại một cái thời điểm mà không ai muốn ra ngoài. Và ông phải bỏ hết công việc của mình ở Samaria. Và ông đi đến đâu? Đi đến một nơi hoang vắng. Và ở tại đây Chúa cũng không nói là ông đến nơi đó để làm gì. Chỉ nói rằng đi đến nơi đó thôi. Và tất cả mọi thứ đều không rõ ràng. Tôi thử đặt tôi là Philip Thì tôi sẽ nói với Chúa như thế này Có thể tôi nói với bản thân chắc là Mình nghe nhầm Và tôi sẽ tự nói với mình rằng á Là bây giờ Chúa cho công việc của tôi phát triển Ở tại Samari Tôi truyền giảng lời Chúa Chúa rất là nhiều người tin nhận Vậy thì đây là nơi Chúa muốn tôi ở Không thể nào mà tự nhiên Đùng một cái Chúa kêu tôi đến một cái nơi Không có gì cả Tôi tôi suy nghĩ là có thể là tôi sẽ có những cái suy nghĩ đó nhưng mà ở đây chúng ta thấy philip là gì ạ philip ông đứng dậy và đi vậy thì câu hỏi đặt ra đó là chúng ta có sẵn sàng rời bỏ những thành tựu những thành công những niềm tự hào mình đang nắm giữ trong chức vụ trong cuộc sống để bước đi theo chúa bằng đức tin đến một nơi hoang vắng không có gì khi được chúa kêu gọi không chúng ta có dám không ạ Vậy tại sao Philip lại có thể làm việc đó? Bởi vì Philip, Kinh Thánh mô tả ông là một người đầy dạy thánh linh và có sự khôn ngoan. Chính vì ông đầy dạy thánh linh, thánh linh đã ban cho ông sự khôn ngoan để ông nhận biết rõ vị trí của mình. Chúa là chủ, còn ông là đầy tớ. Nếu chủ kêu ông đi đâu thì không thắc mắc. Không 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 có ngồi đó mà đôi co. Đi. Và nhiệm vụ của một người đầy tớ Đó là gì? Đó là vâng theo mọi lời chủ dặn dò Và tin cậy chủ hoàn toàn Đó là người đầy tớ làm chủ đẹp lòng Trong Matthew đoạn 25 câu 21 Lời Chúa nói như thế này Hỡi người đầy tớ, ngay lành, trung tính kia, được lắm, ngươi được trung tính, ngươi đã trung tính trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi một người đầy tớ nghe theo lời Chúa, vâng theo điều của Chúa dạy, Chúa ngài kể đó là người đầy tớ trung tín và lời kinh thánh đó rằng Chúa ngài sẽ ban thưởng cho người đầy tớ trung tín đó. Vậy thì ở đây Philip đã làm gì đầu tiên ạ? À? Đó là ông đã lên đường và đi đến nơi Chúa kêu gọi. Bởi điều gì? Bởi ông có sự tin cậy và sự vâng lời. Và không phải tin cậy 50%, vâng lời 50% mà sự tin cậy và sự vâng lời này đó là hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điều thứ hai. Câu hỏi thứ hai của em thanh niên hỏi đó là khi đi thì tôi nói thì em sẽ nói điều gì? Vậy thì nếu câu hỏi này đặt cho Philip, khi đi, Philip nói điều gì? Thì Philip sẽ trả lời rằng, tôi sẽ đi với tinh lành cứu rỗi. Khi chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng là Philip đứng dậy lên đường. Thì khi đó là có một viên thái giám. Ông này là một người quản đốc ngân khố của nữ hoàng can đác nước Ethiopia. Hay nói cách khác là ông là một người rất là có quyền lực có địa vị, mà nếu mà ngày nay thì có thể chức vụ của ông ngang ngửa với bộ trưởng bộ tài chính. Và ông đang cũng đang đi trên con đường ấy, tức là con đường từ Jerusalem tới Gaza. Thì lúc này khi mà Philip đến tại cái con đường hoang vắng thì Thánh Linh mới bảo Philip rằng: "Con hãy tiến lên, đuổi cho kịp cái xe đó." Và cái xe đó là sao? Là cái xe mà viên thái giám đang ngồi ở trong đó. Và khi mà Philip nghe cái điều đó, thì Philip lập tức chạy theo xe. Và khi đó thì ông nghe thái giám đang đọc về sách Tiên tri Esai. Thì lúc này là thái giám đang đọc rất là lớn tiếng. Thế nên là ông có thể nghe rất là rõ. Đây là phân đoạn mà nói về Chúa Giêsu và được chép ở trong Esai. Cái việc đọc lớn tiếng không phải là một cái việc bất thường đâu, nhưng mà đây là một việc rất là bình thường và những người xưa người ta thường sử dụng trong thế kỷ thứ nhất để mà có thể hiểu được cái điều mình đang đọc. Vậy thì ngay khi mà Philip nghe Thái giám Ethiopia đọc kinh thánh thì Thánh Linh đã cho ông hiểu là tại sao mình lại ở đây và ông nhận biết rõ ràng điều đó. Đó là ông nhận biết rằng mình cần phải nói về Chúa Giêsu cho người đàn ông quyền quý đang ngồi trong xe ngựa này. Tôi nghĩ rằng có thể Philip biết rằng đây là một người có chức có vị theo như cái cách mà người này ăn mặc và cũng như là theo như cái cách mà người này sử dụng phương tiện, nhưng mà cũng có thể là Ethiopia lúc này Philip cũng không biết là đây là một cái người có chức vị như vậy ở tại Ethiopia. Nhưng mà một cái điều ở tại đây cái điều đó Kinh Thánh không đề cập Nhưng mà ở điều tại đây chúng ta có thể thấy rằng Philip vẫn biết ngay lập tức À mình đến đây để làm gì Để nói về Chúa Giêsu cho cái người này Không còn biết ông là ai Nhưng mà cái điều mình cần làm đó là nói về Chúa Giêsu Thế nên là ông đã chủ động bắt chuyện với Thái Giám Và ông hỏi Thái Giám rằng Ông có hiểu đoạn văn ông đang đọc không Và khi đó Thái Giám mới trả lời rằng Nếu không ai hướng dẫn thì làm sao tôi hiểu được Thế là Thái Giám mời Philip Ngồi kế bên mình để giải thích về phân đoạn kinh thánh và kinh thánh cũng nói rằng Philip đã sử dụng phân đoạn kinh thánh đó để rao giảng về Chúa Giêsu. Philip nghe theo tiếng phán của Chúa. Ông đi. Ông đi đến nơi Chúa kêu gọi. Và bây giờ, ông chia sẻ điều gì? Ông chia sẻ về Chúa Giêsu. Nhiều khi, việc làm chứng, việc truyền giáo cơ đốc nhân của chúng ta làm cho nó bị phức tạp hóa. Tức là mình đưa ra nhiều phương pháp, nhiều chiến lược. Tôi không nói là những phương pháp chiến lược là không tốt. Nó tốt, nhưng mà nếu mà mình đặt quá nặng, thì mình khiến cái việc truyền giáo nó trở nên rất là công kênh nặng nề. Và nhiều khi mình đánh mất đi niềm vui và mình cảm thấy hoảng sợ khi mà mình nghe tới việc đi truyền giáo. Và nhiều lúc chúng ta cũng quên mất rằng, thật ra một cái điều trọng tâm nhất chúng ta cần phải trang bị để mà đi rao giảng tin lành đó là gì đó là chúng ta cần phải trang bị sự chúng ta sự hiểu biết về chính Chúa Giêsu về tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu và Philip đã đi với tin lành cứu rỗi vậy thì tin lành cứu rỗi hay rao giảng về Chúa Giêsu là như thế nào ở tại đây chúng ta là những người tin Chúa thì một trong những điều cơ bản nhất và những điều một điều trọng tâm nhất chúng ta cần phải nhớ là chúng ta phải biết Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Mình biết đúng không ạ? Rồi Chúa Giêsu ngài đã bằng lòng xuống thế gian trong hình dạng của con người để làm gì? Để chết thay và dạ, cảm ơn các em thiếu nhi để chết thay trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người. Và đến ngày thứ ba Chúa đã sống lại và lời Chúa hứa rằng nếu ai tin nhận Ngài và ăn năn tội lỗi của mình thì họ sẽ nhận được món quà cứu rỗi đời đời. Và điều này được chép ở đâu ạ? À? Trong văn đoạn mấy à Chúng ta cùng đọc to địa chỉ nha. văn đoạn 3 câu 16. Vậy thì sứ điệp Phúc Âm điều mà chúng ta cần nhớ cái điều quan trọng nhất là trước khi mà chúng ta được trang bị những phương pháp kỹ năng truyền giảng khác đó thì cái điều cơ bản Trọng tâm chúng ta cần phải biết đó là sứ điệp phúc âm mà cái điều mà mình cần phải đi nói cho người chưa tin đó là xoay quanh Chúa Giêsu. Và Chúa ngài là đấng cứu rỗi cho những ai tin danh ngài. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã đi qua việc trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, em sẽ đi đâu? Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ đi đến nơi Chúa kêu gọi. Câu hỏi thứ hai, tôi sẽ chia sẻ điều gì? Tôi sẽ chia sẻ về tinh lành cứu rỗi qua sự chết của Chúa Giêsu. Cái đó là điều quan trọng. Đến câu hỏi thứ ba. Tôi đi để làm gì? Tại sao lại có câu hỏi này? Nhiều người nghĩ đáng lẽ là câu này phải đầu tiên đúng không ạ? Nhưng mà tôi đã từng biết rất là nhiều người họ đặt và họ đặt câu hỏi và họ có suy nghĩ như thế này Trong hội thánh thì có nhiều người có mục sư có người được kêu gọi truyền giáo có chấp sự có nhiều người khác nhiều rồi vậy thì có cần thiết lắm là tôi phải đi không trong hội thánh chúng ta nhìn xung quanh là rất nhiều người Vậy thì mười nào người khác đi đi tại sao tôi phải đi nhiều người rồi tôi đi để làm gì nhiều người rồi tôi làm chứng để làm gì vậy thì tại sao chúng ta phải đi tôi đi để làm gì Tại sao mình phải làm chứng về Chúa Giêsu? Qua cuộc đời của Philip, chúng ta biết rằng mình đi là để làm gì ạ? Chúng ta đi là để phúc âm được lan tỏa. Cái lan tỏa, cái khía cạnh lan tỏa thứ nhất đó là phúc âm được chạm đến mọi người. Thì ở tại đây chúng ta có thể thấy rằng Philip không ngừng ở việc giải thích kinh thánh cho hoạn quan cho Thái giám Ethiopia mà ông cũng đã mở lời hướng dẫn và kêu gọi người Thái giám này tin Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng ở trong câu 36 thì đang khi đi giữa đường đến chỗ có nước thì Thái giám mới hỏi Philip rằng sẵn có nước đây có điều gì ngăn chở tôi chịu phép báp tem không? Thì Philip mới nói rằng nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu phép báp tem. Và Thái giám mới đáp rằng tôi tin Chúa Giêsu Chúa cứu thế Giêsu là con Đức Chúa Trời và Thái giám ra lệnh dừng xe lại. Philip và Thái giám xuống dưới nước, Philip làm phép báp tem cho Thái giám. Vậy thì ở tại đây, Philip không ngừng ở việc là nói về Chúa thôi, nhưng mà Philip cũng mời gọi Thái giám. Khi mà Chúa mở cái cơ hội cho ông thấy rằng đây là người muốn được tin nhận Chúa. Và ngay lập tức, Philip làm gì ạ? Philip đã làm phép báp tem tin nhận Chúa cho Thái giám Ethiopia. Tại sao Philip cần phải gặp thái giám Ethiopia? Tại sao không phải là một người khác mà lại là thái giám Ethiopia? Ông phải hy sinh cũng khá là nhiều đúng không ạ? Đầu tiên là ông đi một chặng đường rất dài. Ông cũng phải gác những cái công việc của ông hiện tại ở Samari và đi đến nơi này. Vậy tại sao lại là thái giám Ethiopia? Có một điều chúng ta có thể thấy được ở Thái giám Ethiopia đó là ông là một người có tấm lòng khao khát. Nếu chúng ta biết, á, nếu chúng ta tìm hiểu thì thủ đô của Ethiopia lúc bấy giờ đó là Meroe. Tôi biết động sao? Tập đã nghĩ tôi nghĩ là Meroe. Thì cái quãng đường từ Meroe cho đến Jerusalem á, là một khoảng đường không phải là ngắn. Kinh Thánh nói rằng là lúc mà Philip đang gặp hoạn quan Ethiopia thì lúc này ông ấy vừa mới trở về từ thành Jerusalem sau khi ông lên thành Jerusalem thọ phượng. Và cái quãng đường từ Ethiopia, tức là từ thủ đô Meora đến Jerusalem, khoảng cách đó theo ước tính địa lý đó là đó là khoảng 2600 km. Ở đây có những người biết rõ về đường phố, một quãng đường 2.600 km mà phương tiện ngày xưa là đi bằng xe ngựa thì sẽ mất bao nhiêu thời gian ạ? À? Theo ước tính thì chuyến đi của Thái Giám, Ethiopia sẽ mất rất nhiều tháng. Để mà có thể đến được Jerusalem rồi chưa kể dòng về. Ước tính có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Tùy theo cái mức độ di chuyển của Thái Giám. Vậy thì ở tại đây chúng ta thấy đây là một người có tấm lòng khao khát. Ông khao khát gì ạ? ông khao khát được biết về Chúa. Có thể ngay tại lúc này ông không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng mà trong lòng ông có một cái sự khao khát. Lời kinh thánh nói rằng mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Matthew đoạn 9 câu 37. Trong thế giới của chúng ta có rất là nhiều người Họ có tấm lòng khao khát muốn biết về Chúa. Đó là lý do Chúa nói rằng mùa gặt thì thật chúng. Nhưng mà tại sao Philip phải đến với hoạn quan Ethiopia? Tại sao vậy? Bởi vì ông cần được Philip hướng dẫn và rao giảng cho ông về Chúa Giêsu để có thể hiểu được. Tại sao tôi lại nói điều đó? Trong câu 31, Thái Giám nói như thế này. Thái Giám bày tỏ, nếu chẳng ai dạy cho tôi thế nào tôi hiểu được. Thái giám Ethiopi là một người rất quyền quý, ông có địa vị cao thế nên ông có khả năng tiếp cận được những cuộn giấy da tiên tri của Esai. Mặc dù ông đọc hàng ngày nhưng mà ông không hiểu được. Tại sao ông không hiểu ạ? À? Bởi vì nếu không có người rao giảng về Chúa Giêsu thì người ta sẽ không có đức tin nơi Chúa Giêsu. Và điều này được chép trong Roma đoạn 10 câu 17. Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nếu không có ai rao giảng về Chúa Giêsu thì người ta sẽ không có đức tin nơi Chúa Giêsu. Nếu một người, người đó không có Thánh Linh cho dù họ có khao khát đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào hiểu được những việc liên quan đến Thánh Linh, trừ khi có một người đã biết về Thánh Linh, đã nhận Thánh Linh đến và giải thích hướng dẫn cho họ thì họ mới có hiệp, họ mới có thể hiểu được tin lành cứu rỗi về Chúa Giêsu là như thế nào. Thế nên, chúng ta ở tại đây là những con người đã nhận Thánh Linh chúng ta được Chúa kêu gọi là đi để nói về Chúa Giêsu cho tất cả mọi người. Có rất là nhiều người họ khao khát nhưng mà cuộc đời của họ họ không có cơ hội được nghe về Chúa bởi vì không có người đi rao giảng. Điều thứ hai, về việc chúng ta đi để làm gì? Đó là chúng ta không những đi để phúc âm chạm đến mọi người, mà chúng ta đi để phúc âm có thể lan tỏa mọi nơi. Ở trong câu 40 chúng ta thấy rằng là kinh thánh chép thấy mình sau khi mà Philip làm báp tem cho Thái giám thì khi lên thổi nước câu 39, Thánh lên đem Philip đi mất, Thái giám không còn thấy người nữa, nhưng cứ hân hoan tiếp tục tiếp tục cuộc hành trình. Và đối với Philip thì thấy mình đang ở Asot, Asot là một thành phố cách cái đường hoang vắng á, tầm 30 cây. Và Philip thấy mình đang ở Aso thì Philip ông làm gì ạ? Ông đi qua và truyền giảng phúc âm trong tất cả các thành trên con đường đến tận Caesarea, tức là trên con đường ông đi đến một cái vùng khác ở Caesarea thì ông làm công tác gì ạ? Ông truyền giảng, rao truyền về Chúa Giêsu. Hành trình truyền giáo của Philip đầu tiên. Ông từ Jerusalem. Rồi sau đó bị bắt bớ thì ông chạy đến Samaria, Samaria là hướng bắc. Sau đó từ Samaria chúa kêu ông làm gì ạ? Dạ? Đi xuống hướng nam. Đó là đi đến đường Hoang Vắng. Là ông từ Samarit Bắc, ông đi xuống hướng nam, là ông đến tại cái đường Hoang Vắng để ông rao giảng về Chúa cho thái giám Ethiopia. Rồi sau đó thiên sứ đem ông đi đâu ạ? À? Đem ông ông đến Asot là một cái 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 phần ở trên đây. Thì nếu mà đường ra cái đường mà Hoang Vắng ở đây thì Asot ở đây. Thì từ vị trí này nè, ông bắt đầu rao giảng rao giảng rao giảng cho đến Cesare lại lại tiếp tục ở phương bắc nếu tôi có thể chọn một nickname đặt cho Philip thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn và đặt tên cho ông là người đam mê truyền giáo tại sao vậy ạ? À? nếu mà chúng ta đọc về Philip á thì chúng ta có thể thấy là từng chữ và từng nội và từng công việc được ghi trong kinh thánh về Philip luôn thì công việc chủ yếu hằng ngày của ông là đi truyền giáo Đó là công việc hằng ngày luôn ạ à. làm sao mà ông có một đam mê lớn như vậy? Đó là một câu hỏi mà khi mà tôi đọc về Philip tôi thắc rất là thắc mắc. Tại sao ạ? Bởi vì Philip đã nhận biết mục đích lớn nhất của cuộc đời mình, đó là chinh phục linh hồn hư mất về cho nhà của Chúa. Và ông đặt đó là ưu tiên hàng đầu và đó là lẽ sống của ông luôn. Nếu một người có đam mê là tiền bạc thì mọi công việc người đó có phải xoay quanh cái việc làm để kiếm tiền không ạ? Khi chúng ta là người tin Chúa thì cái việc mà mình chọn một công việc và mình ưu tiên ngày Chủ nhật để đi tham dự nghe giảng về Chúa đó là cái sự lựa chọn của mình. Tại sao vậy? Bởi vì mình bị ảnh hưởng bởi cái quyền cái sự ưu tiên mà mình đặt ở trong cuộc đời của mình. Tương tự vậy, đối với Philip thì ông đặt việc truyền giáo là ưu tiên hàng đầu. Và nếu mà chúng ta đặt việc truyền giáo là ưu tiên hàng đầu thì tất cả những sự quan tâm, tất cả những sự chọn lựa và mọi cách sống của chúng ta từng ngày nó sẽ hoàn toàn thay đổi và chúng ta sẽ thấy rằng ở mọi lúc, mọi nơi đều là cơ hội để truyền giáo. Tôi có một người bạn, thì người bạn đã tâm sự với tôi như thế này sau khi tin Chúa một thời gian. Sau khi học lời Chúa một thời gian thì giờ nhìn đâu cũng thấy có thể là một vụ. Tại sao người bạn ấy có thể chia sẻ như vậy? Bởi vì cái ưu tiên của người bạn này trong cuộc đời của người đó đó là hầu việc Chúa và sau đó người ấy chọn là trở thành mục sư. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta biết rằng đại mạng lệnh của Chúa là chúng ta phải đi để nói về Chúa cho toàn thế giới và chúng ta đặt nó là ưu tiên hàng đầu thì tất cả mọi cách sống, suy nghĩ, mọi điều xung quanh cuộc đời của chúng ta, chúng ta đều thấy giống như David, đó là cơ hội để truyền giáo. Chúng ta có thể thấy là cơ hội truyền giáo mùa gặt rất là chúng ở đâu ạ? À? Ở gia đình mình 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 nói về chú cho gia đình mình xong rồi chuyển qua họ hàng bà con bà con xa bà con xa xa bà con xa 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 rồi sau đó nếu chúng ta là học sinh thì trong lớp học chúng thấy cơ hội truyền giáo quá là rộng bạn bè ngồi kế bên mình nhiều khi mình nói về chú cho thầy cô mình luôn nếu mà chúng ta làm việc trong công ty thì cơ hội truyền giáo của mình ở đâu ạ à? đó là những người làm việc chung với mình là đồng nghiệp nếu chúng ta là chủ thì cơ hội truyền giáo đó là chúng ta hãy nói về chúa cho những người nhân viên của mình không phức tạp chỉ nói về chúa Giêsu rất đơn giản như hồi nãy tôi đề cập đúng không ạ à? nếu chúng ta ở tại một nơi nào đó thì cơ hội truyền giáo là những người hàng xóm xung quanh vậy thì quan trọng đó là gì để mà có thể biết đi để làm gì thì chúng ta phải có cái suy nghĩ ở trong đầu đó là chúng ta phải đặt cái việc truyền giáo là ưu tiên hàng đầu và đi để phúc âm được loan tỏa, loan tỏa đến mọi người và lan tỏa đến mọi nơi. Quay trở lại câu chuyện ban đầu. Quý vị có biết tên của em thanh niên trong câu chuyện lúc đầu tôi kể là ai không? Đó là một người trong hội thánh của chúng ta. Và tôi sẽ bật mí tên của người này. Đó chính là tôi Thật lòng tôi từng là người rất sợ phải chia sẻ về Chúa Dù tôi đã tin Chúa từ năm tôi 14 tuổi Cho đến bây giờ tôi 30 tuổi là 16 năm Và tôi nghĩ rằng để mà có thể nói về Chúa Và khiến cho một người tin Chúa Thì tôi phải có một nền tảng kinh thánh rất là cao siêu Phải có tài ăn nói, phải có tài bắt chuyện rồi phải có một cái sự nhìn nhận sáng suốt để bắt đúng cơ hội, tìm đúng thời cơ để nói về Chúa. Tôi nhớ là có một lần tôi cố gắng chia sẻ lời Chúa cho một người bạn. Rồi tôi nói đủ mọi câu chuyện ở trên trời dưới đất, từ cấp 3, cấp 2, ở ngoài làm việc, nói đã đời xong. Rồi tôi cũng không biết nói về Chúa như thế nào luôn. Thế nên tôi tự chốt lại với bản thân, có lẽ cơ hội vẫn chưa đến. Nhưng mà hôm nay khi mà tôi đọc về phân đoạn Kinh Thánh về Philip thì tôi thấy không phải là cơ hội chưa đến, đó là gì ạ? đó là quan trọng là mình cứ nói à, mọi nơi đều là cơ hội. nhưng mà đương nhiên trong sự khôn ngoan đến từ Chúa chúng ta sẽ nhận biết rằng nói đến đâu là đủ cho người đó và người đó cần mình hướng dẫn như thế nào và người đó sẽ nghe về tin lành của Chúa Giêsu như thế nào. nhưng mà điều mà chúng ta cần làm thì hãy có tinh thần giống như, như Philip gặp ai cũng nói gặp ai cũng hỏi và khi mà thấy chú mở cơ hội thì nói. Nếu Philip không hỏi thái giám Ethiopia thì Philip sẽ không biết rằng đây là một người cần sự hướng dẫn. Nếu chúng ta cứ sợ, hội người này khó giữ lắm nha. Người này quyền thế, quyền cao cao siêu, học vấn tài, tài tài ba khó, cầu khó, khó chia sẻ lắm nha. Đừng nghĩ về chuyện đó. Philip và Ethiopia là hai người hoàn toàn khác nhau về vị thế đúng không ạ? Nhưng mà có một cái tinh thần chúng ta cần học với Philip là cứ rao giảng, cứ hỏi. Và bởi sự không ai của Thánh Linh chúng ta sẽ miên nhận biết rằng Chúa có mở cơ hội hay không. Và nếu Chúa mở cơ hội thì sao ạ? À? Thì cứ tự tin và rao giảng về lời của Chúa. Và đặc biệt là rao giảng về Chúa Giêsu Vậy thì qua cuộc đời của Philip chúng ta ôm lại. Có ba câu hỏi. Thứ nhất, chúng ta được kêu gọi để đi đến nơi Chúa. Chúng ta được kêu gọi để đi đến nơi mà Chúa ngài muốn mình đi. Điều thứ hai chúng ta lên đường. Điều thứ nhất chúng ta lên đường đi đến nơi mà Chúa kêu gọi gọi. Thứ hai chúng ta lên đường mang theo mình một sứ đẹp rao giảng về Chúa Giêsu. Và điều thứ ba là chúng ta lên đường để làm gì ạ? Mục tiêu là gì? Để phúc âm được lan tỏa, lan tỏa đến mọi người, lan tỏa đến mọi người, nơi. Và trên chặng đường chắc chắn Chúa sẽ mở đường và dẫn dắt chúng ta đến với những con người mở rộng tấm lòng đón nhận phúc âm. Và cái điều chúng ta cần làm đó là gì? Hãy đứng lên và đi. Đó là cái điều đầu tiên. Chúa sẽ mở đường nhưng mà bây giờ phải đứng lên và đi. Vừa rồi thì tôi có một chuyến đi thăm một số con cái chúa ở tại Phú Lý Sứ Tượng. Mà trước đây, một sư Lê Quang Sơn, một sư Nguyễn Đặng Chí và một số trưởng lão nasarin đã gây dựng trước đây. Thì tôi nghe câu chuyện về từ một người con cái chúa thì người này kể về việc uh, về việc uh, tinh tin lành truyền giảng như thế nào ở tại khu vực này trong những năm 1992 1993 tôi không nhớ rõ là trong khoảng tầm nào nhưng mà khoảng tầm đó thì người này chia sẻ như thế này lúc đó thật là vui khi đó các mục sư và các nhân sự đạp xe đạp đi trên đường và họ đạp xe đạp để làm gì để truyền giáo và khi mà họ làm như vậy á thì chúng ta biết như thế nào mà Chúa ngài mở đường, rất là nhiều người ở khu vực đó tin Chúa. Vậy thì cái điều mà chúng ta học được ở đây đó là gì? Tinh thần truyền giáo nó bắt đầu bằng việc. Tinh thần truyền giáo và kết quả để mà có những con người tin Chúa nó bắt đầu bằng việc chúng ta phải đứng lên và đi. Và tôi cũng cầu nguyện để tinh thần truyền giáo mạnh mẽ của năm ấy sẽ một lần nữa sẽ sống lại tại hội thánh sion và sẽ một lần nữa không phải một lần nữa và nhiều lần nữa sống lại trên toàn đất nước việt nam giống như philip từ bắc chí nam và nguyễn chúa ngày ở cùng ở trên hội thánh sion của chúng ta hãy là những con người sẵn sàng lên đường để làm gì ạ lên đường đi đến nơi chưa kêu gọi lên đường với tính lành cứu rỗi và tên đường với một mục đích đó là làm tròn đại mạng lệnh của Chúa là để phúc âm loan tỏa mọi nơi và đến mọi người. Dạ xin cảm ơn.